kết nối với yêu thương. Khi bạn cảm thấy cô đơn nhất trên hành trình của mình, khi bạn đang ở trên hoang mạc, thì hãy mở van những nguồn tài nguyên kỳ diệu bên trong. Hãy suy nghĩ về cái cách mà người khác đã hiện diện vì bạn trước đó và nhận ra rằng bạn xuất thân từ một ngôi làng, dù ngôi làng đó to hay nhỏ. Mặc dù có thể nhiều lần bạn đã xa rời khỏi ngôi làng đó hoặc các thành viên trong bộ tộc của bạn không còn ở bên cạnh bạn nữa, thì bạn vẫn là một phần của ngôi làng. Bạn vẫn là một phần của cái toàn thể. Hãy kết nối với sợi dây năng lượng của bạn, kết nối với nơi trong trái tim và tâm hồn bạn, nơi lưu giữ những tình yêu thương mà bạn đã nhận được. Tình yêu thương mà bạn đang thiếu vắng ấy, nó đang ở ngay đây trong chính bạn. Nó đã theo bạn đi lên hành trình này, chờ đợi bạn nhận ra. Nó nằm bên dưới, im lìm cho đến khi bạn cho phép nó tỉnh giấc và chiếm nhiều không gian hơn trong cuộc đời bạn. Yêu thương tức là đi cùng nhau. Các tâm hồn thì đều cô đơn, nhưng chúng đến với nhau vì một mục tiêu thống nhất. Chúng trở thành trọn vẹn theo một cách khác và vô cùng phi thường. Đó chính là sức mạnh của việc đến bên nhau. Và dù là tích cực hay tiêu cực, thì sự kết nối vẫn khuếch đại tinh thần của những gì đang ở đó. Những điều ở đó đã quyết định tông giọng cho mối quan hệ này, cho cộng đồng và cho không gian này. Rồi tông giọng này trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần, trải nghiệm, mục đích và tần số rung động. Những sứ mệnh đúng, những mối quan hệ đúng giữ bạn đi đúng đường, những mối quan hệ sai kéo bạn đi sai đường, đó là dấu hiệu để bạn nhận biết. Khi bạn không được là chính mình và bạn cảm thấy cuộc sống và hành trình đang đè nặng lên đôi vai của bạn, hãy dựa vào một người yêu thương để vơi bớt gánh nặng. Trên con đường cùng nhau phát triển. Một trong những người bạn lâu năm của tôi là nhà văn, nhà làm phim Christopher Uskin. Anh ấy đã ở bên tôi trong suốt những lần tôi trải qua mối quan hệ có tần số rung động thấp và đã luôn bên cạnh tôi trước tất cả những mối quan hệ ấy từ rất lâu. Thật buồn cười khi nhớ lại những lúc lâu lâu bật tin nhau, tôi lại gọi điện cho cậu ấy để nói đôi điều siêu đơn giản như kiểu: "Chào Christopher, xin lỗi vì mãi lâu mới gọi điện cho cậu được." Rồi cậu ấy lại đáp lại đúng kiểu này: "Thì hắn là ai? Cậu có ổn không? Hắn đã làm gì cậu rồi? Tớ có cần qua với cậu không? Giờ tớ có thể đi luôn, cậu đang ở đâu đấy?" Chào ơi, trong khi biết ơn vô bờ bến với cái kiểu giật đùng đùng nhảy vào cứu rỗi tôi phải nói với cậu bạn như người anh em trai của mình là phải bình tĩnh lại. Từ trong tâm can, tôi cười phá lên, hài hước thật, cậu ấy còn chưa biết dạo này tôi thế nào. Phải mất khá lâu, tôi mới kể lể hết được những chuyện đã xảy ra với tôi kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi kể cho cậu ấy nghe chi tiết từng tận hành trình chữa lành và trưởng thành của mình và cảm giác thật vinh quang khi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Lần này, tôi gọi điện cho cậu với tâm thế của một người vô cùng mạnh mẽ. Khi bạn làm bạn với ai đó thật lâu, bạn sẽ thấy được sự trưởng thành của người đó. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy những người bạn thương yêu, gia đình và người đồng hành của chúng ta đang sống với sự chữa lành và biến chuyển, và họ cũng vui y hệt khi chứng kiến bạn như vậy. Đó là một sự thanh lọc năng lượng của mối quan hệ và môi trường mối quan hệ ấy. Và điều đó cũng gia tăng tần số rung động của sự kết nối. Trưởng thành là một điều thật đẹp và cuộc sống diễn ra là vì điều ấy. Bởi thế, nếu bạn thiết tha trân trọng, duy trì và củng cố những mối quan hệ của mình để nó phát triển hết tiềm năng và mục tiêu của chúng, thì hãy cùng nhau phát triển. Bây giờ, những cuộc trò chuyện của tôi với bạn bè, trong đó có cả Christopher, đã chuyển từ những câu chuyện chán trường, yếu đuối với tần số rung động thấp thành những câu chuyện nói về mục tiêu cuộc sống. Chúng tôi nói về những mục đích thay vì sự cứu vãn và sinh tồn. Chúng tôi trân trọng sự truyền cảm hứng và hành trình thay vì chu trình lặp đi lặp lại của những vấn đề về các mối quan hệ. Đó thật sự là một điều phấn khởi, cần đến sự nỗ lực, thời gian, sự trưởng thành của tất cả chúng ta. Trong đó bất cứ người nào hoặc mối quan hệ nào không phát triển lành mạnh thì sẽ bị những người, những mối quan hệ tốt hơn, hài hòa hơn, bứt phá, vượt qua và thành công. Cắt tỉa. Những mối quan hệ của con người giống như những bộ rễ và cành lá của những cái cây. Chúng từ bản thân ta mà vươn ra. Khi chúng ta chăm sóc cây cối, chúng ta phải cắt tỉa những cành lá đã chết để dành không gian cho cả cái cây phát triển, ra hoa và đâm chồi nảy lộc. Khi không còn phải đối phó với vô vàn những vấn đề nảy sinh từ cành lá thối chết,
cái cây giờ đây đã có nhiều năng lượng để dồn cho sự tăng trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả. Con người ta cũng giống tự nhiên ở điểm đó, bạn có thấy quen thuộc không? Cắt tỉa chính là việc làm khiến cái cây và cả khu vườn và con người trở nên đẹp đẽ. Chúng ta nhận ra sự nhất quán, toàn diện, tình yêu thương, chăm bẵm và năng lượng mà ai đó đã cẩn thận đặt vào một lĩnh vực nào đó được cắt tỉa gọn gàng trong cuộc sống. Chúng ta nhận ra mức độ quan tâm, chủ đích tỉa tót hết lòng đã dọn đường rộng rãi thanh thang cho sự tăng trưởng và phát triển xuất hiện. Điều đó cho phép chúng ta cảm nhận được sự hài hòa của những rung động đẹp đẽ. Chính vì thế mà sau mỗi lần ở trong khu vườn nào đó mà bên cạnh một ai đó, chúng ta cảm thấy vui tươi hơn, yêu đời hơn. Những cuộc đời và những mối quan hệ lành mạnh không phải tự nhiên mà có. Chúng cần được chăm sóc, tỉa tót tỉ mỉ. Cái gì không hiệu quả, cái gì không lớn lên, cái gì cần được cắt tỉa hoặc đào tận gốc, chốc tận rễ, cái gì làm hại tới tổng thể và lây lan như virus. Hãy để ý tới những phần bị thối hoặc bị nhiễm bệnh. Hãy để ý xem cái gì đã bị chết khô. Hãy để ý đến những người không đóng góp gì cho giá trị cuộc sống của bạn một cách tích cực hoặc mang tính xây dựng. Những người không quan tâm đến hạnh phúc của bạn, đó có thể là người ngấm ngầm hại bạn hoặc là kẻ chống đối bạn ra mặt. Tác động của họ tới cuộc đời bạn có thể nhỏ, có thể lớn, có thể hết sức tinh tế, có thể hết sức rõ ràng, nhưng họ luôn có cùng một mục tiêu phá hoại và tần số rung động thấp trong đầu. Người hợp với bạn là người giúp bạn trưởng thành, duy trì cái cây cuộc sống tươi tốt và xinh đẹp. Nhờ vào dấu hiệu đó mà bạn nhận ra họ là ai. Nhờ biết cách cắt tỉa cho cuộc sống của mình và nhờ đánh giá, trân trọng cả quá trình, bạn trưởng thành và dần có khả năng trở thành một người bạn tốt hơn, một người yêu dấu hỗ trợ cuộc sống của người khác. Dành không gian cho những người tuyệt vời bước vào cuộc đời mình, những người bạn chân thành, những người dẫn dắt, gia đình ủng hộ, cộng đồng tâm linh là bạn đã tự chăm bón cho bản thân, cho mình một lớp bảo vệ dày dặn hơn, một sự bồi dưỡng lành mạnh và hướng dẫn đúng đường. Tất cả những điều này đều duy trì cây đời khỏe mạnh của bạn. Là một phần của hành trình chữa lành và là bài tập từ những hướng đạo sư của tôi, tôi bắt đầu dành không gian trong khu vườn cuộc đời của mình chỉ cho những người cũng tập trung vào sự tăng trưởng và phát triển. Vinh danh quá trình này và tôn trọng giới hạn đã cho phép tôi có một hành trình năng suất hơn, hiệu quả hơn và thỏa mãn hơn kể từ đó. Đây chính là cánh cổng để tôi trải nghiệm những mối quan hệ phong phú, giàu có quanh mình. Tôi đã nhận ra rằng buông bỏ không phải là một việc làm nhẫn tâm, cũng không phải là một việc mắc mưu cá nhân, đó là việc có mục đích và thuộc về tâm linh. Bạn buông bỏ tức là bạn biết trân trọng việc bạn đang ở đây để là người chăm sóc tốt cho khu vườn trong tâm bạn và cho mọi hoa trái mà bạn ở đây để vun trồng. Tần số rung động của bạn thế nào thì bạn sẽ đi con đường đời và đối xử với mọi người thế ấy. Tần số rung động của người khác thế nào thì họ đi con đường đời và đối xử với bạn thế ấy. Trân trọng quá trình buông bỏ. Một số mối quan hệ không bao giờ thăng hoa lên những tầm cao mới hoặc thỏa mãn những mục đích mà nó sinh ra để thực hiện. Có quá nhiều điều tiêu cực đè nặng lên nó hoặc nó quá thiếu động lực để thăng hoa. Và bởi thế, toàn bộ con thuyền vẫn cứ mãi bế tắc ở một chỗ, ở những rung động tần số thấp. Nó thậm chí còn có thể chìm xuồng và đáng lẽ nó có thể trở thành một mối quan hệ tuyệt vời cho tất cả các bên, thì nó lại không bao giờ đạt được tầm cao tương xứng. Con thuyền buồm chưa bao giờ căng hết sức gió. Biết bao lần bạn cố gắng dong con thuyền mối quan hệ ấy ra ngoài khơi, nhưng nó quá nặng hoặc quá thô sơ cho hành trình nhiều sóng gió phía trước, và nó bị lật và chìm dần. Khi mọi thứ bắt đầu lún sâu xuống mặt nước, bạn đừng chìm theo nó, bạn phải quyết định nhảy ra khỏi chiếc thuyền đó và cứu lấy bản thân. Trong những khoảnh khắc buông bỏ này, ý thức rung động cho phép bạn nhớ về và trân trọng công cuộc và điểm đến mà bạn sinh ra trong đời này để hoàn thành, và cuối cùng cho phép bạn chọn những người đồng hành đi cùng đường. Hãy chữa lành, trưởng thành và cùng nhau vượt lên hoàn cảnh. Đó thật sự là một hành trình vinh quang. Tất cả chuyện này rốt cục lại là việc chúng ta có thể dành không gian cho nỗi đau vương vấn lại lâu hơn, đáng ra nó được lưu lại hay không. Nỗi đau có chỗ của nó trong hành trình chữa lành và phát triển, nhưng nó không nên là đích đến, không nên trú ngụ vĩnh viễn trong tim chúng ta. Bằng sự dịu dàng, tử tế, hành trình chữa lành là chuyện đảm bảo chúng ta sẽ trở về nơi mà chúng ta thuộc về,
nơi mà chúng ta được trao truyền sức mạnh. Buông bỏ những mối quan hệ có thể và nên được hoàn thành nhờ một cái tâm toàn vẹn vững chãi về năng lượng rung động. Khi bạn rung động, thoát khỏi những kết nối vô ích, một phần rất lớn sức mạnh của bạn đang rung động cao hơn trong khi bạn đang dần thoát ra. Hãy nhớ rằng mục tiêu là rung động với tần số cao hơn, ngay kể cả khi nó đau đớn và kích động bạn. Và để đạt được công phu tinh thần và năng lượng như thế thì cần phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Nhưng hãy yên tâm, một khi đạt được tầm mức đó thì nó sẽ là một tình thế hết sức mạnh mẽ và tự do. Đừng để bản thân bị cầm tù trong bất kỳ cuộc chiến cái tôi với người khác về mặt tần số rung động. Hãy bình tâm, tái tập trung và buông bỏ. Ai ở trong tấm gương của bạn? Cuộc sống của bạn sẽ phản chiếu ở chính những người bạn thân nhất của bạn. Bởi thế hãy chọn người nào là sự phản chiếu tốt đẹp của cuộc sống mà bạn khát khao. Có gì ở trong tấm gương đó nhỉ? Sự trưởng thành, sức mạnh nội tại và sự phát triển. Tôi biết tôi đang có một tình bạn thích hợp khi tôi nhìn quanh và ai ai cũng đang phát triển bản thân. Khi tôi nghĩ đến tấm gương của mình, trong số những người xuất hiện trong tâm trí tôi, có hai người mà tôi muốn nhắc tới đây. Cậu Willie, một trong 7 anh hùng người Mỹ gốc Phi trong chiến tranh thế giới thứ hai, được nghị sĩ quốc hội Maxine Waters vinh danh vào năm 2018, và dì Helen, một y tá đã về hưu. Cả hai đều đang ở tuổi 90 và vẫn sống khỏe mạnh, vui tươi hơn bao giờ hết. Từ bé, tôi đã sống gần gũi với họ, thậm chí còn ở với cậu Willie và dì Helen một thời gian trong suốt những năm tháng lạc lối sau khi tốt nghiệp cấp 3. Họ đã dang rộng vòng tay chào đón tôi, chăm bẵm cho tôi và chẳng thể hiện điều gì ngoài một tình yêu thương thuần khiết, trìu mến kiểu xưa. Không đáp lại lời hoặc phản ứng với những người kích động bạn chính là một trong những cách tốt nhất để củng cố cơ bắp tinh thần của bạn. Nếu bạn gặp đúng người trong đời, con đường bạn đi sẽ khác. Họ sẽ thấu hiểu bạn, nâng đỡ bước chân bạn từ một tầm rất khác. Cậu Willie vẫn trìu mến gọi tôi là Sugar như từ cái thuở tôi có thể nhớ tới giờ. Và cuộc trò chuyện nào của chúng tôi cậu cũng nói là bảo trọng cháu nhé, cháu biết đường về nhà rồi đấy. Những lời nói thành thực này đã lay động trái tim tôi và vỗ về tâm hồn tôi mỗi khi tôi nghe thấy chúng. Cảm giác được những người họ hàng già cả nhất vẫn còn sống ôm ấp, chăm lo kiểu rất tình cảm hồn hậu như thế trong một thời đại công nghệ nhanh nhạy đến chóng mặt chính là một liều thuốc bổ cho tâm hồn tôi, là điều thiêng liêng và tôi hàm ơn vô bờ bến. Những cuộc trò chuyện trong những mối quan hệ tốt lành thì chan chứa tình cảm, lời động viên, sự cân bằng và cảm hứng. Trong những mối quan hệ như thế, nếu chúng ta nói về những tình huống nặng nề hoặc những cảm giác khó chịu, yếu đuối, thì vấn đề không nằm ở chính câu chuyện đó hay việc ngồi lại đó và đặt dấu chấm hết cho câu chuyện. Vấn đề là cùng nhau tìm cách hướng tới sự chuyển hóa và tiến bộ. Cùng nhau, chúng ta đứng vững và tiến lên rung động với tần số cao hơn. Những mối quan hệ này là những mối quan hệ hướng tới giải pháp lành mạnh. Ngược lại, những mối quan hệ sai lầm chỉ tập trung vào vấn đề, và trong trường hợp này, Lala đã bỏ đi rồi. Trong cuộc sống của bạn, bạn có thể thấy những mối quan hệ tập trung vào vấn đề ở đâu? Hãy cảnh giác với những dấu hiệu cảnh báo mà bạn thấy ở những người khác. Họ bới móc sai lầm của bản thân họ, của bạn và người khác. Họ luôn chia sẻ những tin xấu. Họ hạ thấp, sỉ nhục, coi thường bạn và người khác. Họ không đếm xỉa đến nhu cầu hay yêu cầu của bạn về một mối quan hệ và môi trường tích cực hơn. Họ tập trung vào những thứ kích động bạn thay vì những thứ chuyển sức mạnh cho bạn và giúp bạn bình tâm. Họ không thích việc giải quyết vấn đề trong lâu dài. Vì kiểu nội tâm của họ mà tiến bộ là cái gì đó ngắn ngủi và hiếm hoi đối với họ. Họ thích duy trì những tình huống độc hại và muốn bạn hoan hỉ nhập cuộc. Nếu bạn thấy mình có những người bạn kiểu này, làm ơn hãy biết cho họ rằng họ không phải bạn bè gì hết. Phải có ai đó nói cho bạn điều này. Sống theo tần số rung động là bước vào vùng sức mạnh của bạn. Trong trường hợp này, sức mạnh đó đưa ra quyết định cho phép ai được bước vào cuộc đời của mình. Những mối quan hệ tốt đẹp nhất hoan hỉ thắp sáng bạn, nồng ấm chào đón bạn. 3. Mối quan hệ với bản thân. Bạn là anh hùng của cuộc đời mình. Chúng ta thường kỳ vọng người khác trở thành phao cứu sinh hoặc là anh hùng của đời mình. Thế cũng hay,
như trong câu chuyện cổ tích, những cuốn sách lãng mạn ấy. Nhưng trong đời thực, xin nhạc hãy dừng lại và xin 500 đồng hiệu ứng, tiếng lật xoẹt sắt xéo như băng đĩa bị xước. Bạn, tâm hồn giấu yêu ngọt ngào mới chính là anh hùng. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy ủ rột nặng nề hoặc như một kẻ bại trận, thì hãy nhớ điều đó, giống như Dorothy trong Phù thủy do Diana Rose thủ vai và trong Phù thủy xứ Oz do Judy Garland thủ vai, cuối cùng đã phát hiện ra bạn từ lâu đã có sức mạnh này rồi. Nếu tôi giao cho bạn bài tập về nhà về giá trị bản thân, thì đó sẽ là xem phim Phù thủy với dàn diễn viên gốc và ngồi thiền trên nền nhạc Nếu bạn tin, If You Believe, do Lena Horne hát trong bộ phim và Diana Rose thể hiện trong nhạc phim. Hãy theo dõi bộ phim này và xem bản thân như mỗi một nhân vật trong đó. Dorothy vươn lên để đến được vị trí quyền lực của mình trong thế giới này. Bù Nhìn đạt được trí tuệ sắc sảo. Người đàn ông Thiếc có được một trái tim và Sư Tử Hèn Nhát có được lòng dũng cảm. Hành trình đi về phía con đường vinh quang lát gạch vàng này là một ẩn dụ cho thấy mỗi người trong chúng ta đều có thể dấn thân vào những vùng đất khác nhau, những mùa khác nhau, những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời. Hãy xem bộ phim này với mô típ người anh hùng của Joseph Campbell trong tâm trí, với đêm tối tâm hồn trong tâm trí và với những vùng đất biểu tượng tôi đã trình bày trong cuốn sách này. Tư duy của bạn sẽ đẩy bạn vào nhiều điều khó chịu, lo âu và những điều rút cạn sức mạnh của bạn về người khác. Hoặc nó có thể thức tỉnh và kích hoạt con người chiến binh và anh hùng trong bạn để vươn lên và cứ thế tiến bộ tới chừng nào còn cần thiết. Hãy cảnh giác với những gì tư duy của bạn có thể làm. Thực hành những bài tập được trình bày trong cuốn sách này sẽ giúp cho người anh hùng bên trong bạn xuất hiện, hỗ trợ cho nhiệm vụ của bạn, giúp bạn chân cứng đá mềm trong hành trình này. Trong những khoảnh khắc khó khăn, bạn có thể là người duy nhất cứu vớt lấy bản thân bạn. Khi biết được điều này, bạn sẽ rung động với tần số cao hơn và cảm thấy bình tâm cho dù có hay không có ai bên cạnh để mà bấu víu. Ở đây, tôi dùng hai cách để kiểm tra mối quan hệ của mình với chính mình. Mạnh mẽ cũng là biết mở lòng và nhờ cậy bạn bè, gia đình, cộng đồng tâm linh và những người thầy dẫn dắt giúp đỡ khi cần thiết. Là đánh thức người anh hùng bên trong mỗi chúng ta khi không ai nhìn thấy tín hiệu kêu cứu của bạn hoặc không ai xuất hiện bên bạn. Giống như một thỏi nam châm. Lòng tự tôn giống như một thỏi nam châm, nó có tác động rất lớn đến cách người khác đối xử với ta, giao tiếp với ta và nghĩ về ta. Bạn đang giữ vị trí nào trong thế giới này và giữa những người khác? Bạn có đang sống với sức mạnh của mình? Bạn có đang sống với một năng lượng rung động lành mạnh của lòng tự tôn? Hay bạn đang sống trong trạng thái, não trạng và cuộc đời tự biến mình thành nhỏ bé? Tự tôn chủ yếu là biết và nhớ mình là ai, ngay cả khi có sự hiện diện của người khác. Cảm giác được chuyển sức mạnh khi bạn một mình trong thế giới thiêng liêng, riêng tư của mình là một chuyện. Còn sống với sức mạnh là lòng tự trọng khi bạn phơi bày bản thân với thế giới, tiếp xúc và đối phó với người khác lại là một chuyện khác. Thay đổi câu chuyện nội tâm. Đôi khi những cuộc trò chuyện với người khác rút cạn sức lực của ta, thật ra lại là sự phản chiếu cho những câu chuyện trong nội tâm của chúng ta mà ta đã nói với bản thân nhiều năm trời nay. Khi chúng ta tin rằng nói ra những điều tiêu cực với bản thân là chấp nhận được, thì chúng ta thường cho phép người khác cũng nói những điều không hay với chúng ta. Hãy thay đổi cách mà bạn nói chuyện với chính mình và bạn sẽ thay đổi được mọi thứ. Khi tôi thôi không nói chuyện theo kiểu có hại như thế với bản thân mình nữa, và thay vào đó là những câu nói có tính động viên, khích lệ hơn, tôi đã nhìn nhận bản thân khác đi, những mối quan hệ và những cuộc trò chuyện tốt đẹp hơn cũng dần xuất hiện trong cuộc đời tôi. Khi bạn yêu mến bản thân và biết giá trị của mình, thì những gì bạn cho phép xảy đến với mình sẽ khác đi. 4. Bài luyện tập thị giác. Hãy vẽ một cái cây và trên mỗi cành của nó hãy viết tên một người xuất hiện trong đời bạn. Với những người có tác động tích cực, hãy vẽ một chiếc lá thật lớn màu xanh trên cành của người đó. Và với những người kéo bạn ra khỏi con đường phát triển, những người không có tác động tích cực với bạn và những người có cành năng lượng đã chết nhưng vẫn gắn với bạn, hãy vẽ một lá cờ cảnh báo trên cành đó.
quan sát những lá cờ này cho phép bạn nhận ra cần phải cắt cành nào đi khỏi cuộc đời bạn để cái cây phát triển sum suê hơn, đơm hoa kết trái nhiều hơn, đẹp đẽ hơn và khỏe mạnh hơn. Sau khi đã xác định cành nào nên cắt thì hãy cắt nó đi. Hãy thực hành bài tập này với ý thức rung động và với một tâm trí không phán xét. Cắt bỏ không phải là việc xấu, chỉ cần cắt và chuyển cành cây ấy đi rồi lặp lại. Hãy làm vậy để giải phóng cho cây cuộc đời của bạn khỏi bất cứ ai có một lá cờ cảnh báo rõ ràng. Hãy cắt tỉa thật gọn ở chỗ nào cần thiết, trong khi vẫn sống với nguồn sức mạnh của mình. Nếu bạn cảm thấy yếu mềm sau khi loại bỏ ai đó ra khỏi cái cây của bạn, hãy dành thời gian để chữa lành. Thời gian sẽ khép lại và chữa lành mọi vết thương. Và hãy trân quý một điều là nhờ cắt tỉa cho cái cây cuộc đời mà bạn có thể hỗ trợ và báo hiệu cho một cuộc sống mới tươi vui sẽ xuất hiện. Hãy nắm lấy nguồn sức mạnh và vị trí đúng đắn của bạn trong khu vườn cuộc đời. Hãy nghe theo lời khích lệ, động viên để vươn tới những người thân yêu. Bạn sẽ không bao giờ biết được mình có thể trở thành một con tàu cho đấng thiêng liêng, thành người truyền thừa tới linh hồn khác như thế nào đâu. Khi bạn tìm kiếm sự đồng tình từ người khác, hãy tỉnh thức để đừng chỉ dựa vào sự đánh giá rất dễ gây thỏa mãn của người ta. Dựa vào người khác để nhận ra những gì bạn tự phải nhận ra sẽ gây ra nhiều mối quan hệ bất mãn. Mặc dù không phải mối quan hệ nào cũng có tiềm năng phát triển, nhưng một số quả thực rất có tiềm năng và có thể còn đẹp đẽ hơn nếu bạn có ý thức cao hơn. Bởi thế, hãy cảm ơn trời Phật vì bạn đã được trưởng thành. Nhiều khi, bạn sẽ phải dừng lại và nhìn lại con đường mình đã đi qua, dài rộng biết chừng nào và để trân trọng nó vì chính bản thân bạn, dù có ai đó khác có trân trọng bạn hay không. Tự công nhận sự trưởng thành và nỗ lực của mình là rất quan trọng đối với việc duy trì lối sống trong vùng sức mạnh của mình. Đó chính là cách tôi làm để lấy lại sức mạnh bản thân và để vui tươi, yêu đời. Rất nhiều lần, tình yêu thương bản thân của bạn chính là liều thuốc tinh thần thần thánh. Hết phần 3. Người khác.